đối không chuẩn trước việc thích nghi lời những bản văn phục vụ. Có nghĩa là bản văn phục vụ thế nào phải giữ nguyên lời. Tôi biết là trong phục vụ được ký vậy đấy, trên nói một lần để cả chúng ta mình thống nhất với nhau là thánh vịnh đắc ca mình phải chọn đúng bài đã được imprimatur. Có những bài chúng ta tưởng được mà không được, thí dụ thánh vịnh 22 ở trong thánh lễ thánh vịnh 22 được hát nhiều lắm. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì, trong đồng cỏ xanh tươi người dắt tôi nằm nghỉ. Tôi xin hỏi anh em nhá, có cái bài này chúng ta hay hát này: Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa. Bà con hát được không? Bà con hát hết bài coi. Nó có cái câu mà tôi không thiếu gì không? Có đâu. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Cái bài đó dài như vậy đó, diễn tả hay như vậy đó, đưa lên núi, gió biển mà không có chữ tôi chẳng thiếu gì. Có nghĩa là như vậy, đây là một bài cảm hứng từ thánh vịnh chứ không phải là đúng lời thánh vịnh. Vậy thì ở trong đắp ca không được quyền hát. Các sứ nhớ chưa? Bài này tuyệt đối không được hát trong thánh vịnh đắp ca. Hát vào lúc khác, hát vào cái lúc rước lễ hay là cái gì đó. Còn tuyệt đối trong cái thánh vịnh đắp ca phải hát đúng thánh vịnh đắp ca với lời nguyên si, không được sửa đổi. Không có nhạc sĩ nào được quyền thay mặt cho hội đồng giám mục hay là cho thánh bộ phụng tự để được quyền bất sửa chữ nào thì sửa. Thánh bộ phụng tự giải thích như vậy này: nếu giả như du di cho cái người nhạc sĩ Việt Nam được sửa như vậy, bây giờ 100 ông, ông sẽ thử 100 bản, vậy thử hỏi sau đó số phận của những thánh vịnh mà hát trong ở Việt Nam vậy nó sẽ làm sao? Nó sẽ lộn xộn. Vậy thì bà con, vì sự lộn xộn mà mình cũng dám làm, vì sự thánh thiêng mình phải cố gắng tìm đúng nguyên bản thánh vịnh 22. Rồi. Thống nhất.